Đề tài nghiên cứu xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh do Ban tuyên giáo tỉnh ủy là chủ nhiệm đề tài với sự tham gia của 4 cơ quan và 32 cá nhân là những cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, giảng viên có nhiều kinh nghiệm, am hiểu thực tiễn trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2025. Đây được xem là công trình nghiên cứu về khoa học lịch sử, văn hóa đầu tiên của tỉnh, dưới dạng gắn với từng bài giảng của chương trình lý luận chính trị và giáo dục phổ thông theo hình thức chuyển đổi số. Các địa phương bây giờ cũng rất cần cái bộ ngữ liệu nó chính thống, nó đầy đủ mà được triển khai từ cấp tỉnh về thì cũng là cái cơ sở để cho các trung tâm chính trị và các nhà trường trên địa bàn huyện sẽ sử dụng cái bộ ngữ liệu này phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng và giảng dạy trên địa bàn một cách chính thống hiệu quả. Và đối với mà khi vận dụng được cái bộ ngữ liệu này trong cái giảng dạy lý luận chính trị và ở các nhà trường thì nó sẽ tạo cho các đồng chí giảng viên, các đồng chí giáo viên có thêm cái nguồn tài liệu chính thống. Ngay sau khi tiến hành kiểm thủ tại trường chính trị tỉnh và trung tâm chính trị các địa phương đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong việc lựa chọn thiết kế giáo án, bài giảng của giảng viên cũng như sự thay đổi về cách tiếp nhận kiến thức, thông tin đối với các học viên giúp mỗi giờ học trở nên sôi nổi, sinh động, hấp dẫn hơn. Cá nhân em thì trong cái buổi học hôm nay thì đúng là cũng phá vỡ cái nhận xét của mọi người về cái việc là học lý luận là nó khô khan, nó khô cứng. Khi mà đưa cái bộ dữ liệu số vào, chúng em được học qua những hình ảnh, những video rất là sống động, cũng như là cô giáo cũng có những kỹ năng để giúp chúng em có thể trong cái buổi học là được thoải mái hơn, được chia sẻ cũng như được lắng nghe những kiến thức, những kinh nghiệm cũng như là những cái trải nghiệm để chúng em có thể học tập tốt hơn. Một trong những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ nó rất là hữu hiệu đó là xây dựng cái bộ ngữ liệu mà Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã xây dựng. Nó đã góp phần giúp cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên của trung tâm chính trị cũng như là báo cáo viên của huyện đã làm sinh động hơn cái bài giảng của mình và giúp cho người nghe cũng cảm thấy có phần mềm mại hơn và thích thú hơn. Theo thống kê, hiện nay tỉnh Thái Nguyên có gần 300 công trình lịch sử, đảng bộ địa phương, hàng nghìn tài liệu về văn hóa đã được biên soạn và được lưu giữ. Tuy nhiên, những công trình này đến nay vẫn chưa được xây dựng thành bộ ngữ liệu số có tính khoa học, thống nhất, dẫn đến việc khai thác, sử dụng gặp rất nhiều khó khăn. Việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng bộ ngữ liệu số dùng chung này sẽ góp phần giải quyết triệt để những khó khăn đối với giảng viên, giáo viên trong giảng dạy, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn. Thông qua cái phương pháp học này thì bọn em sẽ dễ tiếp thu kiến thức hơn, cũng như là kích thích cái tinh thần học tập của chúng em hơn khi mà với những phương pháp cơ bản bình thường. Việc sử dụng cái bộ công cụ ngữ liệu số này là phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông ở các cấp học. Thứ hai là cũng đã cung cấp cho giáo viên rồi các nhà trường về các tư liệu, đặc biệt là các tư liệu từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy để làm tư liệu giảng dạy và học tập. Trong quá trình thực hiện cái bộ tư liệu này, nó cũng đã góp phần cho nhóm biên soạn về giáo dục địa phương của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng có thêm tư liệu để viết sách và làm chương trình trong thời gian tới đây. Ngoài việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giảng dạy các môn lý luận chính trị, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định về việc ban hành khung chương trình giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên, sẽ có 36 chủ đề về lịch sử, văn hóa gắn với từng bài học. Việc bộ ngữ liệu số về lịch sử, văn hóa khi được đưa vào ứng dụng rộng rãi sẽ trở thành kho tài liệu hữu ích cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.